Dấu bộ tứ. Tác giả Arthur Conan Doyle. Chương 1. Phép diễn dịch là một khoa học. Sherlock Holmes lấy cái chai ở góc lò sưởi, rồi rút ống tiêm ra khỏi bao da. Những ngón tay dài, xanh, gân guốc, chuẩn bị kim tiêm trước khi xắn tay áo trái lên. Trong một thoáng, ánh nhìn tư lự của anh dừng trên mạch, tĩnh mạch ở cẳng tay lỗ chỗ vô số vết tim. Anh nhấn kim một cách chính xác, đẩy chất nước rồi ngồi gọn gàng vào chiếc ghế bành bọc nhung, thở một hơi dài sảng khoái. Từ nhiều tháng nay, tôi đã chứng kiến cảnh này tái diễn mỗi ngày 3 lần, nhưng tôi vẫn không làm quen được với nó. Ngược lại, càng làm cho tôi thấy khó chịu thêm. Và cả trong giấc ngủ, đêm đêm, lương tâm trách tôi sao không có can đảm để phản đối chuyện này. Đã bao nhiêu bận rồi, tôi tự nguyện phải làm sao cho tâm hồn mình được thanh thản và nói ra những gì cần nói. Nhưng thái độ uể oải và dè dặt của bạn tôi không cho phép tôi tọc mạch như thế được. Những thiên tư đặc biệt và những phẩm chất khác thường của anh mà tôi đã biết rõ khiến tôi phải kiêng nể. Làm trái ý anh, tôi cảm thấy thật rụt rè và vụng về biết bao. Ấy thế mà chiều hôm đó, tôi không thể dằn được nữa. Phải chăng đó là do chất men của món rượu chúng tôi đã uống vào bữa ăn trưa? Hay là vì cái cung cách khiêu khích của anh làm tôi cũng giận anh hơn? Dẫu sao tôi cũng phải lên tiếng. Hôm nay là morphine hay cocaine đấy, anh bạn? Tôi hỏi. Cặp mắt đờ đẫn của anh rời khỏi cuốn sách in bằng chữ kiểu Gothic anh đang cầm trong tay. Cocaine, anh đáp, dung dịch 7%. Anh muốn dùng thử chút chứ? Không, chắc chắn là không rồi, tôi đáp, giọng hơi cọc cằn. Sau chiến tranh ở Afghanistan, tôi vẫn chưa bình phục hẳn. Tôi không thể tự cho phép mình hoang phí sức lực được. Dòng điệu sôi nổi của tôi khiến anh mỉm cười. Có lẽ anh nói có lý đấy, Watson ạ. Anh đáp, có thể loại độc dược này gây ảnh hưởng tác hại trên thân thể tôi, nhưng tôi lại thấy nó có tác dụng kích thích, làm cho đầu óc tôi sáng suốt, nên tôi nghĩ là những tác dụng phụ của nó chỉ có một mức độ quan trọng không đáng kể. Nhưng anh hãy xét vấn đề trong toàn bộ của nó chứ. Tôi nói lớn bằng một giọng hăng hái. Đúng thế, đầu óc anh có thể minh mẫn khác thường, song anh hãy nghĩ đến cái giá mà anh phải trả chứ. Đó là một quá trình bệnh hoạn, khiến các tổ chức tế bào não bộ hồi sinh nhanh chóng, và do đó có thể đưa đến một sự suy nhược thường xuyên. Anh cũng từng biết đến tình trạng suy nhược tinh thần thảm hại theo sau đó. Thế thì cuộc chơi này đâu có bổ. Sao lại đành chịu để tiêu tan những tài năng to lớn trong anh để chỉ kiếm lấy một cái khoái cảm thoáng qua thôi? Xin anh nhớ cho rằng lúc này kẻ nói với anh chẳng những là người bạn chí tình mà còn là một bác sĩ chịu trách nhiệm một phần nào đó về sức khỏe của anh. Anh chẳng tỏ vẻ gì là bị xúc phạm. Trái lại, anh đang mười đầu ngón tay lại với nhau và đặt khuỷu tay lên tay ghế bành, trong tư thế của một người sắp sửa được thưởng thức một buổi nói chuyện lý thú. Trí óc tôi không chịu nổi tình trạng đình đốn, anh đáp. Hãy đặt cho tôi những bài toán, hãy cho tôi làm việc. Anh cứ giao cho tôi bản mật tự bí hiểm nhất hoặc một công trình phân tích phức tạp nhất đi. Ấy thế là tôi được sống trong bầu không khí thích hợp với tôi rồi đó. Lúc bấy giờ tôi chẳng màng đến thứ kích thích tố nhân tạo này nữa đâu. Nhưng tôi quá chán ghét cái lề lối đơn điệu và cuộc sống lắm rồi. Tôi cần có một liều kích thích về tinh thần. Vả chăng đó cũng là lý do tại sao tôi lại chọn cái nghề kỳ cục này. Hay nói đúng hơn, lý do tại sao tôi đã tạo ra nó. Bởi lẽ trong loài người như tôi là kẻ độc nhất trên cõi đời này. Tay thám tử tư độc nhất à? Tôi ngước mắt nói. Nhà thám tử tư duy nhất mà người ta đến hỏi ý kiến. Anh nói rõ thêm.
Về việc điều tra, sưu tầm, thì chính tôi là tòa án phúc thẩm khi mà những anh chàng thám tử như Gregson, Ledra hay Anthony Jones bỏ cuộc thôi không tò mò ra nữa. Một điều đã trở thành lề thói ở họ, xin nhắc qua thế thôi, thì những người ấy đến tìm tôi. Tôi xem xét các dữ kiện với tư cách một giám định viên và phát biểu ý kiến với tư cách là một chuyên gia. Trong những trường hợp như vậy, tôi chẳng đòi hỏi rằng vai trò của tôi phải được thừa nhận chính thức. Tên tuổi của tôi không xuất hiện trên báo chí. Công việc tôi làm, tự bản thân nó, và niềm sảng khoái tìm được môi trường hoạt động cho những tài năng thiên phú của tôi cũng đã là phần thưởng cao quý nhất cho tôi rồi. Vả lại, anh cũng đã có dịp trông thấy tôi làm việc trong vụ Jefferson Hope rồi mà. Quả có vậy thật, và chưa bao giờ tôi lại kinh ngạc đến như thế. Kinh ngạc đến độ từ đó tôi lấy ra tư liệu để viết thành một tập sách nhỏ dưới một cái tên kể ra cũng khá kỳ quặc: Chiếc nhẫn tình cờ. Anh buồn bã gật đầu. Vâng, tôi có xem qua, anh nói. Thẳng thắn mà nói thì tôi không thể khen ngợi anh được. Việc điều tra là hoặc phải là một khoa học chính xác. Như vậy lúc nào nó cũng phải được tiến hành một cách lạnh lùng và không xúc động. Vậy mà anh lại tìm cách sơn phết cho nó một màu sắc lãng mạn, thì cũng chẳng khác nào anh đưa một chuyện tình hoặc một vụ bắt cóc vào mệnh đề thứ 5 của Euclid vậy. Nhưng yếu tố lãng mạn tự nó đã có sẵn một cách khách quan rồi kia mà, tôi nói lớn. Tôi đâu có quyền nhào nặng sửa đổi các sự kiện một cách tùy tiện được. Trong những trường hợp như thế, ta phải gạt ra ngoài một số sự kiện, hoặc nếu có thuật lại thì phải thuật lại theo một ý nghĩa đúng đắn, hợp với tầm vóc của nội dung chuyện kể. Điều đáng lẽ phải được ghi nhận trong vụ này là lối lập luận lạ lùng, có tính phân tích đi ngược từ quả lên nhân. Nhờ đó mà tôi mới có thể phân nó ra được. Lời phê bình này khiến tôi đầm bực mình, giận anh ta. Tôi đã chẳng động não chủ yếu là để làm anh ta được vừa lòng đó sao? Lòng kiêu hãnh của anh đã khiến anh ân hận rằng mỗi dòng tôi viết ra trong tập sách nhỏ của tôi đã không nhằm độc nhất vào những công việc anh tiến hành. Đã nhiều lần, trong những năm tháng sống chung với anh ở phố Baker, tôi nhận ra một thoáng kiêu căng qua cái thái độ điềm tĩnh và có tính chất lý thuyết của anh. Nên tôi chẳng buồn cãi lại, chỉ chăm chú săn sóc vết thương ở chân mình. Cách đây khá lâu, một viên đạn đã xuyên thủng qua đó, và tuy vậy tôi vẫn còn đi được. Nhưng hễ cứ thời tiết thay đổi thì vết thương lại đau nhức. Vừa rồi mạng lưới thân chủ của tôi đã lan đến các nước lục địa. Holmes vừa nhồi thuốc vào ống điếu bằng gỗ cây thạch thảo, vừa nói tiếp. Mới tuần trước đây thôi, Francois Le Villard có đến nhờ tôi giúp ý kiến. Đó là một người cũng có đôi chút tiếng tăm trong ngành cảnh sát tư pháp của Pháp. Anh ta có cái sẵn trực giác tinh tế của dân Celtic, nhưng lại thiếu hẳn những kiến thức rộng rãi có thể giúp anh ta vươn lên những đỉnh cao nghệ thuật của mình. Nội vụ liên quan đến một bản chúc thư và nêu lên một số điểm lý thú tôi đã gợi ý với anh ta là nên xem lại hai vụ tương tự. Một ở Riga năm 1857, một ở San Luis năm 1871. Nhờ đó anh ta đã tìm ra lời giải đáp chính xác. Và đây là bức thư cảm ơn tôi vừa nhận được sáng nay. Vừa nói, anh đưa cho tôi một tờ giấy vò nhàu, trông đến kỳ quặc. Tôi đọc lướt qua, bức thư rặt những từ to tát, như là rực rỡ, một sự thành công tuyệt vời, một chuyện phi thường ít ai làm nổi. Toàn là những từ tỏ lòng ngưỡng mộ nồng nhiệt của anh chàng người Pháp này. Thư anh ấy viết như đệ tử viết cho thầy, tôi nói. Ồ, việc tôi giúp đỡ anh ấy không xứng với lời khen tặng như thế đâu, Sherlock Holmes nói bằng giọng bông đùa. Bản thân anh ta cũng rất có tài. Anh ta đã có được 2 trong 3 phẩm chất.
thiết yếu đối với một người thám tử toàn diện. Đó là khả năng quan sát và khả năng suy diễn. Anh ta chỉ còn thiếu sự hiểu biết, nhưng điều này có thể đến với thời gian. Anh ta đang dịch những tập tiểu luận nhỏ của tôi sang tiếng Pháp. Những tiểu luận của anh à? Ồ, anh không biết gì sao? Anh vừa cười vừa nói lớn. Vâng, vâng, đúng vậy. Tôi có tội là đã viết ra nhiều tập tiểu luận, nhưng tất cả đều thuộc về các vấn đề kỹ thuật. Chẳng hạn như tập tiểu luận này đây, về sự phân biệt các loại thuốc lá khác nhau. 140 loại xì gà, thuốc điếu và thuốc rời được kê ra trong đó. Lại còn có những bản chụp màu để minh họa các dạng tro tàn thuốc lá khác nhau nữa cơ đấy. Đây là một vấn đề ta thường gặp phải trong những vụ án hình sự. Tàn thuốc có thể là dẫn chứng vô cùng quan trọng. Chẳng hạn khi anh có thể quả quyết rằng một vụ án mạng nào đó là do một người đàn ông hút xì gà Ấn Độ, thì điều này tất nhiên đã giới hạn tầm truy cứu của anh rồi. Đối với con mắt nhà nghề, thì sự khác nhau giữa tro đen của điếu thuốc hiệu Trichinopoly và tro màu trắng mịn của loại thuốc lá Bird Eye cũng rõ nét như giữa quả su su và củ khoai tây vậy. Anh quả thật là có tài siêu đẳng trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi biết đánh giá tầm quan trọng của chúng. Đây, anh xem đi. Tập tiểu luận của tôi về việc dò tìm dấu chân có bổ sung thêm một số nhận xét về cách dùng thạch cao Paris để giữ lại dấu chân. Cũng là một cuốn sách kỳ lạ đấy. Nó bàn về ảnh hưởng nghề nghiệp trên hình dạng bàn tay, có ấn bản minh họa, cho thấy dạng bàn tay của thợ nề, của thủy thủ, tiều phu, thợ sắp chữ, thợ dệt và thợ mài hộp xoàn. Tập này có một tầm lợi ích thiết thực đối với các nhà thám tử khoa học, nhất là để tìm ra tiền sử của một tên tội phạm nào đó, hoặc trong những trường hợp gặp những xác chết vô thừa nhận. À, mà không khéo tôi lại làm cho anh đến phát bực mình vì những câu chuyện nhảm của tôi. Không đâu, tôi rất thích là đằng khác, nhất là từ khi tôi có dịp ứng dụng những câu chuyện nhảm ấy vào thực tế. À, mà có phải vừa lúc nãy anh có đề cập đến vấn đề quan sát và diễn dịch phải không? Theo tôi thì hình như cái nọ phải bao hàm cái kia, ít ra trong một phần nào đó, phải thế không? À, chỉ ít thôi. Anh vừa nói vừa ngã lưng dựa thoải mái vào ghế bành, trong khi từng cuộn khói xanh đặc tỏa lên từ chiếc ống điếu của anh. Này nhé, do quan sát, tôi biết rằng sáng nay anh có đi đến bưu điện phố Whitmore, nhưng chính nhờ diễn dịch mà tôi biết rằng anh đã gửi một bức điện tín. Đúng thế, tôi nói lớn, đúng ở cả hai mặt. Nhưng thú thật tôi không rõ bằng cách nào mà đạt đến được kết quả như vậy. Bởi vì việc ấy tôi quyết định một cách đột ngột và chẳng nói với một ai cả. Thật là đơn giản thôi anh ạ. Anh vừa lưu ý tôi, vừa cười nhẹ về nỗi ngạc nhiên của tôi. Đơn giản một cách thật vô lý đến nỗi một lời giải thích nào cũng có vẻ là thừa. Thế nhưng ví dụ này có thể dùng để xác định ranh giới giữa quan sát và diễn dịch. Này nhé, tôi để ý thấy những vết bùn đỏ trên giày của anh, mà ngay trước mắt nhà bưu điện phố Whitmore, lòng đường vừa mới sụp xuống và đất bùn vương vãi tứ phía, thành thử khó lòng vào được nhà bưu điện mà không phải đi qua đấy. Sau cùng thứ đất ấy có màu đỏ đỏ, đặc biệt mà theo chỗ tôi biết thì không nơi nào có ở ngoài nơi ấy. Tất cả những điều này là do quan sát, và phần còn lại là diễn dịch. Thế thì làm sao anh có thể diễn dịch ra bức điện tín kia? Kìa, tôi biết chắc chắn rằng anh đã không viết một lá thư nào cả. Bởi lẽ suốt cả buổi sáng nay tôi vẫn ngồi đối diện với anh mà. Tôi lại còn trông thấy trên bàn của anh một lô tem và một chồng bưu thiếp dày cộp. Thế thì tại sao anh lại ra bưu điện nếu không phải là để đánh điện tín? Anh cứ bỏ đi tất cả những động cơ khác thì cái động cơ còn lại là động cơ đúng. Lần này thì đúng thôi, tôi đáp sau một hồi suy nghĩ. Sự việc như anh vừa nói thật là vô cùng đơn giản. Tuy nhiên cũng mong anh chớ cho tôi là một kẻ khiếm nhã nếu tôi đem những lý thuyết của anh ra kiểm tra một cách nghiêm khắc nữa.
Ồ, không sao đâu, anh đáp. Có thể tôi khỏi phải dùng thêm một liều cocaine thứ hai đấy. Tôi rất hân hoan mà chú tâm vào bài toán anh đặt ra cho tôi. Tôi thường nghe anh bảo rằng thật khó lòng mà sử dụng một đồ vật nào đó hằng ngày mà ta lại không lưu lại dấu vết trên đó, cá tính của ta. Những dấu vết mà một người quan sát lành nghề thế nào cũng tìm thấy. Thì đây nhé, vừa mới đây thôi tôi có một cái đồng hồ bỏ túi. Xin anh vui lòng cho biết ý kiến về những thói quen hoặc cá tính của người chủ cũ của nó. Tôi đưa anh chiếc đồng hồ với đôi chút ác ý, vì tôi vốn biết trước rằng việc khảo sát chắc chắn sẽ không tài nào tiến hành được, và anh sẽ tịt ngòi ngay, hết lắm lời khoa trương nữa. Anh nhấc đồng hồ lên xem nặng nhẹ thế nào, quan sát kỹ mặt đồng hồ, mở vỏ ra và xem xét một cách cẩn thận cách vận hành của nó. Trước bằng mắt, sau dùng kính lúp, tôi không thể nào dằn được một nụ cười mỉm trước vẻ mặt chưng hửng của anh khi anh đẩy chiếc đồng hồ trả lại tôi. Có rất ít dấu vết, anh ghi nhận. Nó vừa được chùi dầu nên tôi thiếu những dấu vết có ý nghĩa nhất. Đúng thế đấy, tôi đáp. Nó đã được lau chùi trước khi giao cho tôi. Tự thâm tâm, tôi trách anh bạn tôi đã đưa ra một lời bào chữa khá là khập khiễng để khuất lấp thất bại của mình. Tôi tự hỏi, ở một chiếc đồng hồ không lau chùi thì anh có thể rút ra những dấu vết gì? Tuy không được mỹ mãn lắm, nhưng việc điều tra của tôi không phải là hoàn toàn vô bổ. Anh vừa nói vừa nhìn lên trần nhà bằng cái nhìn mờ nhạt và xa xôi. Nếu tôi không lầm thì chiếc đồng hồ này trước kia thuộc về người cha, người anh cả của anh, mà anh ấy đã thừa hưởng lại của cha anh. Có lẽ những mẫu tự đầu HW khắc vào mặt sau vỏ đồng hồ đã gợi cho anh lối giải thích như thế, phải không? Hoàn toàn đúng như vậy. Mẫu tự W chỉ họ, gia đình anh. Đồng hồ này có từ gần 50 năm nay. Những mẫu tự cũng xưa như chính nó. Như thế nó đã được chế tạo ra cho thế hệ trước nữa kia. Vật trang sức thường được giao cho con trai trưởng. Người này thường mang tên người cha. Mà ông cụ, nếu tôi còn nhớ rõ, đã qua đời từ nhiều năm nay. Do đó tôi suy ra đây, có lúc nó thuộc về quyền sở hữu của anh cả anh. Cho đến nay thì đúng đấy, tôi nói. Nhưng anh còn tìm ra điều gì khác nữa không? Đó là một người bất cẩn và thiếu ngăn nắp. Thoạt đầu anh ta gặp nhiều vận hội tốt đẹp, nhưng anh ta lại để phung phí mất đi. Anh ta sống trong cảnh nghèo nàn túng bấn, xen kẽ những lợi thời thịnh vượng ngắn ngủi. Và anh ấy chết đi sau khi đâm ra nghiện ngập. Đấy, tất cả những gì tôi có thể tìm ra được. Lòng tôi ngập tràn cay đắng. Tôi nhảy ra khỏi ghế bành và sải từng bước giận dữ trong gian phòng, mặc dầu chân đang bị đau. Thật là không xứng đáng với anh chút nào cả, anh Holmes ạ. Tôi hét lớn. Tôi thật không bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể cam tâm là một điều thấp hèn như vậy. Anh đã dò hỏi về cuộc đời người anh khốn khổ của tôi, rồi anh lại kiếm cách làm cho tôi tin rằng do một phương pháp ngông cuồng nào đó anh đã diễn dịch ra những chuyện như vậy. Đừng mong rằng tôi tin là anh đã tìm ra tất cả những điều này trong một chiếc đồng hồ cũ kỹ. Quả thật là một cách thiếu nhân ái, và để nói cho hết ý, nó chẳng khác nào là cái trò quảng cáo bịp bợm đâu. Ông bác sĩ thân mến của tôi ơi, tôi xin anh vui lòng thứ lỗi vậy, anh nói từ tốn. Lúc xét sự việc một cách vấn đề trừu tượng, tôi đã quên khuấy đi mất là nó đã đụng chạm trực tiếp đến anh, và có thể làm cho anh đau khổ như thế. Tôi xin cam đoan với anh Watson ạ, rằng trước khi xem xét cái đồng hồ kia, tôi thật tình chẳng biết một tí gì về người anh của anh. Tôi cũng không biết là anh có một người anh nữa kia mà. Trời ơi, thế thì làm sao anh có thể phát hiện được những điều đó? Tất cả đều đúng sự thật, cho đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Thì cũng là nhờ chút ít may mắn thôi. Tôi chỉ có thể nói những lời gì theo tôi có khả năng là đúng nhất mà thôi.
Thật tôi cũng không ngờ là nó lại đúng đến như vậy. Đấy không phải là trò đoán mò chứ? Không, không đâu. Tôi không bao giờ đoán mò cả. Đó là một thói quen đáng ghét. Nó giết chết khả năng lý luận. Điều anh cho là lạ lùng chỉ lạ lùng vì anh không theo dõi lối lập luận của tôi, và anh không chịu chú ý đến những sự kiện nhỏ nhặt, từ đó suy diễn ra những kết luận to lớn. Chẳng hạn, lúc bắt đầu câu chuyện, tôi có nói là người anh của anh có tính cẩu thả. Thì anh hãy quan sát thật kỹ phần dưới vỏ đồng hồ, rồi anh sẽ thấy nó chẳng những nổi u ở hai chỗ, mà lại còn đầy những vết trầy xước do va chạm tới những vật khác. Đó là sau chìa khóa hoặc là những đồng tiền lẻ mà anh ấy cho vào trong cùng một túi. Thế thì chắc chắn không phải là một trò quỷ thuật nếu ta suy ra tính cẩu thả của một người từng xem thường một chiếc đồng hồ trị giá 50 guinea như vậy. Mà cũng chẳng phải nhờ một lối lập luận thiên tài nào đó mà tôi nói được là một di sản gồm một đồ vật giá trị đến như vậy chắc phải là quan trọng lắm. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý anh. Mặt khác, những người làm nghề cầm đồ ở Anh thường có thói quen dùng đầu mũi kim khắc vào mặt sau đồng hồ số biên nhận cấp cho đồ vật được đem cầm thế. Như thế thì tiện lợi hơn. Nhãn dán có thể thất lạc hoặc dán nhầm trên một vật khác. Thế mà có không dưới 4 con số như vậy được khắc vào mặt trong vỏ đồng hồ. Từ đó điều suy diễn thứ nhất, anh của anh thường lâm vào cảnh túng thiếu. Suy diễn thứ hai, anh ấy cũng đã từng sống qua những thời sung túc. Nếu không phải thế, thì đâu anh ấy có thể chuộc lại chiếc đồng hồ kia được. Sau cùng, đề nghị anh nhìn kỹ vào nắm bên trong có lỗ nhỏ, nơi khóa núm vặn xuyên qua. Một người điều độ đã không thể làm trầy trụa nó như vậy. Ngược lại, đồng hồ của những người nghiện rượu thường mang dấu vết bàn tay run rẩy khi lên dây cót đồng hồ. Như vậy thì còn gì là bí ẩn trong lối giải thích của tôi đâu. Tất cả đều rõ như ban ngày, tôi đáp. Tôi rất ân hận đã bất công đối với anh. Lẽ ra tôi phải biểu lộ lòng tin to lớn hơn nữa vào những năng lực của anh mới phải. Cho tôi xin phép được hỏi là hiện nay anh có phải giải quyết vụ nào không? Không. Bởi thế nên tôi mới phải dùng đến cocaine. Tôi không tài nào sống mà không bắt đầu óc tôi phải làm việc. Ở đời còn có hoạt động nào khác đáng giá hơn đâu. Này, anh hãy đến gần cửa sổ đây này. Có bao giờ mà thế giới lại ảm đạm, tầm thường và buồn chán như thế này đâu. Anh cứ nhìn vào đám sương mù vàng bệt đang giải rộng dọc theo con phố, rồi vỡ vụn một cách thật là vô ích vào những cái nhà buồn tẻ kia đi. Còn có gì chán ngán và tầm thường hơn không? Này, ông bác sĩ của tôi ơi, anh hãy nói cho tôi biết đi, những năng lực của ta liệu có ích gì nếu ta không mang ra sử dụng? Tội phạm thì tầm thường, cuộc sống cũng tầm thường, chỉ có những phẩm chất tầm thường mới có cơ thao luyện ở cõi đời này thôi. Tôi định trả lời cho những câu nói tràn gian này, thì có tiếng gõ cửa. Bà chủ nhà trọ bước vào, mang theo một tấm thiếp đặt trên chiếc mâm đồng. Có một cô mong được gặp ông, bà nói với bạn tôi. Cô Mary Marston, anh đọc. Tôi chẳng còn nhớ gì về cái tên này cả. Phiền bà mời người ấy vào hộ tôi, bà Hudson nhé. Ấy, bác sĩ đừng đi, tôi thích bác sĩ ngồi lại dự cuộc hội kiến này.